tôi hoàn toàn tỉnh táo mà. Mẹ ơi, Mira, đừng làm vậy mà, mở cửa ra. Anh nghĩ mình đang làm gì ở văn phòng tôi vậy hả? Chúng tôi đang làm gì hả? Anh đang làm gì với tiền của tôi vậy hả? Định trốn trả lãi với cả nợ gốc luôn hả? Nếu cô nghĩ cô có thể lấy được công ty này của tôi thì là cô sai rồi đấy. Tôi nghĩ là tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc chứng minh anh sai. Tôi sẽ đưa bản gốc có chữ ký của anh tới phòng khởi tố để cảnh sát tiến hành việc điều tra. Em không chăm sóc mẹ đàng hoàng được hả?